đầu rồi. Không chưa đâu. Chưa đâu. Không chưa đâu. Không có lại rồi. Đấy đi chứ. Bệnh viện Đông Y 354 nhá. Tại Đông Ba Đình. Em ở gần thì hãy qua xem.
hai tết của mình sẽ thông báo khi có live stream. Mình sẽ live là tối luôn anh em ạ. Và cái cầu không tốt của Hoàng Anh, cầu không qua lưới đủ cho cầu. Cứu support nha. Còn ta giao cầu hơi cao, mấy cái vòng kia anh ở chỗ đua nào. Rõ ràng là giao cầu là một điểm yếu của Ngọc Triệu Trang. Anh không đánh em ơi, anh chỉ đi phục vụ anh em thôi. Chứ anh đánh thì đừng có ai quay cho anh em xem. Giải thì đấy. Đây là giải thế phương support mở rộng hơn nhé. Anh Triệu Hoàng Anh cây vợt 88D mở 2020 anh em ạ. Được 80. Em có câu hỏi thì cứ không khen cho mình sẽ giải đáp nhá. Chỉ đường nguyên. Đấy thế nhỉ. Đánh cổ rất rất nhau, rất từ Ngọc Triệu Hoàng Anh. Anh không hất cầu lên và anh chỉ kẹt tài để tiểu hơn. Thế là anh đi làm nghề tiểu hoa thì sẽ hợp lý hơn giải số đông. Vẫn nhanh một pha trước cầu thủ, vẫn nhanh như là hai số của Hoàng Anh. Nam nữ đánh rồi chị ơi. Nam nữ thì đã đánh vòng loại rồi nhá. Thì đến khoảng chiều tối thì sẽ đánh tiếp các trận vào vòng trong. Tỷ số là 18, 18 chín anh em ạ. Được thằng nhá.
hơn người.